Bây giờ mình đi đánh chim tới cái chỗ này thì mình nghe cái con chim hình như con chim hít cô nó kêu thì phát hiện cái tổ đó đó anh em. Thì anh em đi đánh chim á, bình thường nghe tiếng chim con nó kêu á là anh em phải để ý, bất kỳ con chim gì vậy nó đòi ăn á, nó đòi mẹ nó ăn. Con mẹ nó kêu kìa, nó đòi mẹ nó ăn thì nó phải kêu kêu ổ đó. Nói chung là chim con thì nó rất hay kêu ổ, và anh em phải để ý bất kỳ loài chim nào cũng vậy, chúng ta nghe tiếng chim con kêu là chúng ta phải để ý xem thử nó ở ổ chỗ nào hay là nó chuyền như thế nào. Bây giờ mình phát hiện ra được cái tổ chim này, bây giờ mình sẽ leo lên cho anh em xem nhé. Đây là cái tổ của nó anh em, nó rất là nhỏ, nó tựa như là tổ chim khuyên này. Ô đây, chim này nuôi cũng rất là hay, đi bẫy cũng rất là hay. Anh em thấy chưa, lớn rồi. Lớn quá, chim này mình đụng vô là nó chuyền chứ không phải giỡn đâu. Bay ra. Như vậy là ổ chim này nó chuyền rồi nhé anh em. Vàng đẹp kia không? Chim mẹ trên cây này. Anh em nghe chim mẹ trên cây nó đánh không? Cái này mà mình có cái lồng bẫy là mình bẫy được liền nè. Mình sẽ đem về nuôi cặp chim hít-cô này. Chim mẹ rất hung dữ. Tiếng chim con này nó kêu thì chim mẹ nó tới rất là hung dữ. Bây giờ mình sẽ bỏ vào túi, mình bắt được hai con rồi đó. Lớn rồi. Đây, cặp chim mình đã đem về nhà được 2 hôm rồi đây anh em. Thì đối với chim hít cô á, khi anh em bắt từ tổ bắt về á, thì anh em nên cho nó ăn dế, ăn dế và ăn sâu nhỏ. Đây mình mua dế này. Các anh em lấy dế á, ngắt cái chân chân gai nó đi, ngắt cái chân đi thì anh em bóp đầu, sau đó cho nó ăn. Thì chim hít cô á thì anh em cho nó ăn dế được 2-3 ngày á, từ từ anh em mới tập cho ăn bột ướt, từ từ cho kèm vô sau. Và bột thì anh em nên dùng sau này cũng vậy, khi chim lớn là anh em nên dùng bột của chè lửa đó, chim chích chè mà chích chè lửa đó anh em. Mà mình thấy một số người anh chia sẻ kinh nghiệm cho mình là dùng bột chè lửa của anh Thông thì chim sẽ có dinh dưỡng. Nhưng mà khi anh em dùng bột chè lửa thì vài ba ngày anh em cũng phải bổ sung dế cầu cào với lại sâu nhỏ cho nó ăn thì nó sẽ không bị cháy. Thì loại chim này anh em vào những ngày mưa gió lạnh thì anh em nên trùm lồng và treo vào trong nhà. Chim này nó cũng nhạy cảm với thời tiết. Còn về phân biệt con trống mái á thì ông anh mình chia sẻ rằng là con chim trống á, là cái như hai con như thế này là mình nghi là hai con trống này, tại vì còn một con nữa là con mái mà nó bay mình bắt không được. Khi nó lớn một xíu nữa thì con trống á, là cái ngực nó vàng vàng đậm, còn con mái là cái ngực nó vàng lợt hơn. Còn về phần cánh á, thì chim trống nó sẽ đen hơn, chim mái nó sẽ màu trắng nhiều hơn. Đối với chim huyết cô nuôi khoảng 2-3 năm á, thì nó lên cái đầu màu đen anh em, cái đầu nó bây giờ là màu xanh tựa như là chim khuyên vậy. Nhưng mà nuôi càng càng lớn càng già, khoảng 2-3 mùa gì đó
thì con chim nó sẽ chuyển màu, nó lên cái lông màu đen á, hít cô đầu đen á anh em. Thì đó là những con mà già rừng rồi đó, 2-3 mùa nó đó rồi đây. Thì cặp chiên này nó truyền, cho nên là cái việc há mỏ của nó cũng rất là chậm, nó chưa chịu phối hợp với mình. Các anh em phải đợi 2-3 ngày thì nó mới thuần được. Đối với chim truyền thì mình nghĩ nuôi rất là hợp lý, bởi vì nó học được cái giọng hót của mẹ. Những cái giọng hót của mẹ, nó sống từ nhỏ, từ khi nó nở ra thì nó học được, và nó hót chuẩn hơn là nếu mà anh em nuôi một con chim mà từ khi mà mới nở ra mà không có chim mẹ hót á, thì nó sẽ không bằng con chim mà truyền. Và con chim truyền thì chắc chắn là nó sẽ không bằng con chim bổi. Chim bổi thì nó sẽ hót, đấu, kinh nghiệm và ma mảnh hơn. Nhưng mà con chim bổi lại là lâu thuần, còn chim truyền thì anh em nhanh thuần. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn dế đã, còn tập bột thì 2-3 ngày sau. Anh em nhớ nhé, mua bột chất chè lửa để cho nó ăn bột ướt. Rồi lớn thì anh em cho ăn bột chất chè lửa, đồng thời cho ăn thêm mồi tươi, 2-3 ngày phải cho mồi tươi chứ không là chim sẽ chết đó. Cảm ơn anh em đã ủng hộ theo dõi kênh. Nếu như anh em cảm thấy bổ ích thì anh em bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm thêm những video mới cho anh em. Xin tạm biệt anh em.